Hôm nay 30 tháng 6 năm 2019, ngày Chủ nhật, nhưng mình cũng phải làm clip vào ban đêm, bởi vì sáng Chủ nhật thường mình rất là bận. Chính xác là sáng Chủ nhật mình còn bận hơn tất cả những cái ngày trong tuần luôn đó các bạn. Nguyên một tuần mình đi làm, ngày nào cũng từ sáng sớm cho tới khuya mới về, nên những cái việc nhà khác chỉ có thể giải quyết vào ngày Chủ nhật thôi. Nội dung mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó chính là cách mà mình đã giữ cho những cái hồ cá của mình nó luôn trong, từ khi mình cho cá ra hồ lớn cho đến khi cá nó trưởng thành mà không phải thay nước một lần nào. Như các bạn đã biết, mỗi ngày mình chỉ chăm cá được khoảng 3-4 tiếng thôi, buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ và buổi tối từ 10 giờ đến 12 giờ. Nên nếu như phải thay nước thường xuyên thì chắc chắn mình không có chơi cá được đâu. Để giữ cho những cái hồ cá của mình nó luôn trong thì những cái việc mình phải làm đó là mình cho rong nè, rồi bèo nè vào những cái hồ cá. Đương nhiên để cho rong với bèo nó sống được thì những cái hồ cá của mình phải để ở nơi có ánh nắng mặt trời. Việc tiếp theo mình làm đó là mỗi ngày mình cho vào những cái hồ cá của mình một ít vi khuẩn quang hợp BSB. Đây là dàn vi khuẩn quang hợp BSB của mình đây các bạn. 10 cái chai này mình mới vừa nhân giống nó ra. Còn đây là cái chai thành phẩm mà mình có thể dùng. Mỗi ngày mình đều cho BSB nó ra một cái chén như thế này và mình châm vào cho những cái bầy cá của mình. Mỗi ngày mình cho vô đây một muỗng các bạn. Và thường thường mình nên đổ vào cái vị trí trên cái viên sỉ than, là cái nơi mà BSB nó sẽ làm tổ. Rồi, mình làm đại khái thôi chứ nếu như làm hết thì sẽ mất thời gian của các bạn. Về cho cá ăn thì mình lượng cái sức ăn của cá để mình cho ăn vừa đủ hoặc thiếu một chút nha các bạn, không có nên cho cá nó ăn dư. Và mình sử dụng ở đây các bạn thấy nè, cái dụng cụ cho ăn trùng chỉ này, thì nếu như cá ăn không hết, trùng nó cũng không có chìm xuống được và nó không có gây ô nhiễm nước. Đây, tất cả những cái bầy cá của mình đều sử dụng cái dụng cụ cho ăn rất là độc đáo này. BSB khi vào hồ cá thì nó sẽ giúp phân hủy những cái thức ăn thừa cũng như là những cái chất thải của cá. Tuy nhiên nếu như cá nhiều quá thì lượng chất thải nó vẫn không được xử lý hết. Và mình cần phải sử dụng thêm những cái dụng cụ như thế này để mình hút chất thải. Đây, mình làm một cái ống hút khá bự cho một cái chai như thế này. Chai 1,5 lít nha các bạn. Ở đây mình có hai chai, một chai Pepsi với một chai Coca nè. Nhưng cái chai Coca thì nó có cái hạn chế này, nó giòn hơn cho nên là các bạn nghe những cái âm thanh rất là bực mình. Chai Pepsi thì nó không có bị cái những cái tiếng kêu đó bởi vì cái nhựa nó dẻo hơn. Rồi mình sẽ hút cặn trong hồ cá nè. Đây, mỗi lần mình hút nó như thế này đây các bạn, rất là hiệu quả luôn. Mình cho cặn xuống cống rồi mình sẽ hút cái khác. Quá hiệu quả luôn các bạn. Nhờ cái ống hút này nó bự nè các bạn. Còn nếu như mình sử dụng cái ống nhỏ hơn, ví dụ như cái ống này nè, ống này nó nhỏ hơn thì chỉ dùng cho những cái hồ cá bột thôi. Còn cá lớn thì mình phải sử dụng cái ống hút bự thì hút nó mới nhanh được.
Con này quá trời cặn nhưng mà mình hút hình như chỉ cần 2-3 lần là dứt điểm thôi. Các bạn thấy là nó hút khủng khiếp luôn nè. Quá tuyệt vời. Cái ống càng to thì việc hút nó càng nhanh. Nhưng với cá lớn thì không sao. Còn đối với những cái hồ cá mà cá lớn, cá nhỏ lẫn lộn thì nó sẽ có cái nguy cơ là mình sẽ hút cá vào đây luôn. Để phòng ngừa cho cái việc này thì mình có một cái giải pháp. Thay vì mình xả thẳng nước xuống cống thì mình sẽ cho nước ra một cái dụng cụ chứa. Mình đợi cho cặn nó lắng xuống, mình sẽ đổ cái nước xuống cống, rồi cái phần cặn mình sẽ cho vào bịch để mình đem đi đổ ra sọt rác. Việc làm này nó vừa hạn chế được cái việc cống nó có thể bị nghẹt, đồng thời nó cũng sẽ giúp mình có thể ngăn chặn được cái việc là mình hút cá con. Đây các bạn, trong cái thau nhựa này hình như có 2 con cá con ở đây nè. Đó, các bạn nhìn kỹ ở dưới cái sát cái đáy thau thì có 2 con cá con. Nước nó phải lắng thì mình mới thấy được nha các bạn. Bên này một con nè. Ống hút lớn thì nó rất là tốt, nó có thể hút được những cái cọng rơm luôn. Nhưng cái hạn chế của nó là nó hút luôn cá. Và để hạn chế cái việc hút cá thì mình cần phải có cái giải pháp như thế này. Với những cái hồ cá lớn hơn như hồ cá Liên Hợp Quốc này thì việc thay nước nó sẽ còn khó khăn và mất thời gian hơn nhiều. Nên mình cũng phải sử dụng những cái giải pháp để không phải thay nước. Rong trong hồ này mình trồng luôn các bạn. Và cái khu vực mình để cái hồ cá Liên Hợp Quốc này là buổi sáng ánh nắng rất là nhiều, cho nên rong nó đã phát triển rất là tốt. Nhờ rong nó phát triển tốt và những cái biện pháp của mình sử dụng thường xuyên, cho nên là các bạn thấy nước trong cái hồ này nó trong vắt luôn. Hoàn toàn tương tự cho các cái hồ cá 7 màu. Các bạn thấy là mình cũng sử dụng sỉ than nè, rong đi chồn nè, bèo nè, và kết quả là nước nó trong như nước suối luôn. Số cá này mình đã nuôi ở đây hàng tháng rồi đó các bạn. Khu vực này không có ánh nắng mặt trời, cho nên là mình đã thay thế bằng những cái đèn led. Bên này đèn led nó không chiếu tới, cho nên là những cái bèo lớn nó đã lụi dần rồi nè. Sỉ than thì mình ngâm liên tục ở đây. Đây là một chai vi khuẩn quang hợp BSB. Ở đây mình sử dụng một cái dụng cụ hút cặn khác. Và để tránh cái việc mình sử dụng một cái dụng cụ hút cặn cho nhiều hồ cá, nó có thể lây bệnh cho cá, thì trước khi chuyển qua hồ khác mình có cái thuốc tím ở đây. Mình sẽ ngâm thuốc tím một vài phút đây cho nó tẩy trùng đi, rồi mình mới chuyển qua cái hồ cá khác. Mỗi lần mình hút cặn thì mình sẽ hút một lượng nước cũng hơi khá khá, sau đó mình sẽ châm cái nước mới vào. Việc làm này nó cũng giống như là mình thay thay nước, nhưng mà thay với một cái tỷ lệ nhỏ đó các bạn. Cho nên là những cái hồ cá của mình, như các bạn thấy là nước nó luôn luôn nó trong vắt. Những hồ 7 màu này nó còn trong hơn cả những cái hồ beta, bởi vì cá 7 màu nó thải phân ít hơn cá beta.
Mình nuôi ở đây cả tháng rồi mà không phải thay nước một lần nào các bạn. Riêng cái hồ này nè thì có thể là nó đã hơn 2 tháng rồi. Tính đến hôm nay là nó 2 tháng mấy ngày rồi. Mình cũng chưa hút cạn một lần nào luôn. Ở đây cạn khá nhiều nè. Mình hút thử cho các bạn xem luôn nè. Đó, cái dụng cụ này nó hút cặn như là một cái máy hút bùn luôn. Với cá bảy màu thì khoảng một tháng mình hút cặn một lần cũng không sao, rất là hiệu quả. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn về cái bí kíp mà mình nuôi cá không thay nước. Đến đây thì có thể kết thúc clip được rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các clip của mình.